Thì người ta hỏi ông tính bên đạo nghèo như vậy thì làm gì có tiền, thì ông nói xưa gài đó, khi mà tu viện ông bị đóng cửa đó, có một số Phật tử kêu thôi thầy đi ra ngoài cứu trợ miền Trung đi, người ta ủng hộ cho ông chứ không phải là ông có tiền. Thưa quý vị, có nhiều người bây giờ đứng lên để xây cắt để cho ông nuôi mấy đứa trẻ nhưng mà ông không chịu. Bà Phương Hằng cũng đã lên tiếng sẽ sắm sửa lại cho ông nên mà ông cũng chưa đồng ý, nên ông chỉ nói là bây giờ ông còn mua thiếu nợ người ta mấy miếng đất mà ông trả góp đó chưa có xong. Nếu Phật tử nào có tốt thì ủng hộ ông ke lên để cho nuôi dưỡng mấy đứa em mà còn lại không chưa được cha mẹ rước á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cho lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng nha. Chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Thưa quý vị, thầy Thích Minh Đạo của mình đang bị tơ tả đời qua, quý vị cũng thấy rồi phải không? Đang bị giáo hội buộc gàn đủ thứ rồi, đủ thứ chứ, nhưng mà ngài vẫn có lòng từ quý vị. Ngài vẫn đi ra ngoài để cứu trợ cho đồng bào miền Bắc miền Trung của mình. Chỗ nào mà sập nhà đó, mà nhà cửa đi hết trơn đó, thì ổng phát cho mỗi người là 10 triệu. Thì còn cái người nào mà bị sơ sài thì một người là 3 triệu đồng hoặc 2 triệu. Thì người ta hỏi ông Thích Minh Đạo nghèo như vậy thì làm gì có tiền, thì ông nói xưa gài đó, khi mà tu viện ông bị đóng cửa đó, có một số Phật tử kêu thôi thầy đi ra ngoài cứu trợ miền Trung đi, người ta ủng hộ cho ông chứ không phải là ông có tiền. Thưa quý vị, có nhiều người bây giờ đứng lên để xây cắt để cho ông nuôi mấy đứa trẻ nhưng mà ông không chịu. Bà Phương Hằng cũng đã lên tiếng sẽ mua sắm sửa lại cho ông nên mà ông cũng chưa đồng ý, nên ông chỉ nói là bây giờ ông còn mua thiếu nợ người ta mấy miếng đất mà ông trả góp đó chưa có xong. Nếu Phật tử nào có tốt thì ủng hộ ông ke lên để cho nuôi dưỡng mấy đứa em mà còn lại không chưa được cha mẹ rước á. Ông là bị người ta dụ quý vị. Người ta kêu kêu cha mẹ lại đi làm giấy cho rước về, nhưng mà sau đó thì ông được nuôi, nhưng mà sau này đóng giật cửa tu viện của ông không được nuôi. Ngày hôm qua tôi coi có những cô thiếu nữ ở mà Cần Thơ của mình đi lên để trao quà cho mấy đứa em Tết Trung Thu đó, thì có những thằng vệ sĩ bảo vệ gì nó không cho vô. Thì mấy cô đó nói tôi đã nguyện rồi, đi ra đây để trao cho những em còn lại thì tôi sẽ leo gào đi vô. Cái nó nói người ta là phản động này kia. Ủa, người ta làm chuyện tốt thì vậy làm gì gọi là phản động? Ai nó cũng ghét cho người ta phản động được hết trơn, mà chính nó là cái người phá hoại đạo, phá hoại đất nước quý vị, mà nó ghét người ta không à. Rồi mấy cô đó leo gào đi vô. Mấy cô đó nói chùa này không phải là của giáo hội hay là không phải của mấy ông, mà mấy ông có quyền cấm chùa tôi, nên tụi tôi có quyền leo gào vô để phân phát cho mấy đứa em đó. Mấy ông không có quyền gì cấm cuộc. Vốt cuộc nó thưa mấy cô thiếu nữ đó, nên nó mới làm thinh. Thì quay quý vị thấy ai tốt, ai thật tánh, ai người giả đạo quý vị cũng đã thấy rồi. Nên từ gà sắp tới quý vị hãy nhận sâu lên, hiểu cho cạn vô. Nói quý vị thấy rõ ràng rồi đó, ai là tu thiệt, ai thật tánh, ai người giả đạo là quý vị cũng đã biết rồi. Nó những gì mà không có chánh nhân quân tử, cứ theo mà chỉ thích người ta hoài, cứ theo mà nói này nói nọ hoài, rồi buộc đủ thứ chơi quý vị thấy không. Rồi kêu ổng ký tên rồi vô vốt cụ ổng thua người ta chơi. Nó nhưng mà ổng vẫn làm được chuyện tốt. Quý vị thấy không, ổng ra ổng trao quà, ổng lội đi nè, này kia kia nọ nè. Rồi trong cái 13, mấy cái 13 thằng xàm tăng á, là 13 con sâu làm gồng nầu canh mà cộng đồng mạng đang lên án đó. Có thằng nào mình đi ra ngoài cứu trợ quý vị? Nó, quý vị nhìn thấy đi. Nó nói người ta xấu bao nhiêu thì trở về nội tâm của nó hết. Nó bài người ổng bao nhiêu thì con người của nó lãnh hết cái quả bất thiện này. Tại con tại cha vậy, bây giờ đánh sập không có ai mà tại con, không ai mà tại cha. Thằng Thích Minh Thuận mày, Thích Tệ Thuận mày nghe cho rõ nha. Tao không gọi mày là thầy, không gọi mày là sư, mà gọi mày là cái thằng xảo chó ha. Mày nói cộng đồng mạng người ta đưa mày lên, ta phỉ báng là tiền không bẩn, mà cái miệng của mày còn bẩn hơn cái chữ mà bẩn mà mày nói truyền thông bẩn nữa. Mày là cái thằng thầy chùa mà tối mày đi ra nghĩa trang mày live stream, mày vô phòng ngủ mày live stream với con Tạ Kim Anh nó. Chỗ nào Phật dạy mày đi live stream nó, chỗ nào mày Phật dạy mày chỉ trích người ta. Mày nói mày vô nghĩa trang á là mày bắt ma trong thầy Thích Minh Tệ, ổng đang ngồi ngủ nè, bị ma theo ám nên mày bắt
à, mày là pháp sư, mày bữa nay mày xưng mày không phải là thầy chùa mà pháp sư rồi, pháp sư Minh Tệ, Minh Thuận đi ra bắt sư bắt ma cho Minh Tệ. Ủa cái hạng của ông Minh Tệ để cho mày bắt ma, ổng là chỉ có chư thiên chư thần chư thánh để theo hầu ổng thôi, con ma nào dám lừa gạt. Tụi mày mới là cái lũ ma ma dương đi theo phá đạo, mày bắt ai, mày bắt ai mà mày nói mày là pháp sư, mày lên mày phát láo hoài, mày chửi ông Thư Thích Minh Tệ nào là bán mặc áo phân lô bán nền, rồi cái đạo đầu đường xó chợ, cái đạo xin ăn. Ủa ổng là theo cái hạnh đầu đà là cái hạnh của Đức Phật Thích Ca, mà mày là cái thằng thầy tu hú, mày cũng là đạo của Thích Ca. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Tại sao mình chung cái một mối đạo, người ta làm tốt mình không tiên dương người ta, mình cứ theo nói người ta là đạo ăn xin này kia, đạo đầu đường xó chợ, vậy là mày phỉ báng Đức Phật Thích Ca là đạo đầu đường xó chợ rồi nó. Rồi mày nói ổng không có bỏ cha mẹ gì chứ, hồi đó thái tử Siddhartha cũng bỏ hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn Vương để đi tu vậy. Người ta đi tu là người ta gờ cái nhà thế tục, người ta tu đắc đạo, người ta trở về, người ta cứu lợi vua Tịnh Phạn Vương. Cũng như bây giờ ông Thích Minh Tệ, đạo tệ của mình, ổng đi như vậy thì khi ổng đắc quả, ổng trở về ổng dứt cha mẹ ổng. Còn cái lũ tụi bay là cái lũ xàm tăng, cái lũ phát tháo, cái lũ mà chuyên môn lên cộng đồng mạng nói soi bói không à. Mày nói người ta bao nhiêu cái thậm tệ nó về mày hết trơn, rất tệ thận. Mày còn tệ hơn cái chữ mà tệ thận của mày. Mày chê người ta nhìn không bẩn, mày là cái con người bẩn nhất trên trên cái cộng đồng mạng này nè. Nó, mày nên nhớ đi. Mày làm tốt được chuyện gì? Mày làm việc gì lợi ích cho nước non nhà chưa? Mày làm lợi ích cho cái đạo chưa? Mà mày phỉ báng người ta đi cái hạnh đó là cái hạnh của ai mày cũng biết rồi. Mày là thầy tu, mày nắm bao nhiêu lực, mày nắm được bao nhiêu giáo lý của Đức Phật mà mày ra mày phỉ báng. Nếu mình tu chung cái đạo mà mình phỉ báng cái ông theo cái đạo Thích Ca này, tức là mày đã phỉ báng ông Thích Ca Mâu Ni từ phụ của mình rồi. Nó, mày học được bao nhiêu kinh lực, cái thứ mày lên nói là mù mờ là biết mày dốt cái về cái đạo rồi. Mày đặt lên phát láo rồi, mày với con Tạ Kim Anh đi vô phòng ngủ mà live stream rồi mày nói có ngừng nữa. Ai cho phép mày vô phòng ngủ live stream? Ai cho phép mày đi ra nghĩa trang để bắt ma? À, mày là cái thứ xàm tăng nên ma nó ám mày, chứ ông Thích Minh Tệ làm gì mà có con ma nào mà dám hả? À, ổng phải từ chư thiên chư thần chư thánh theo ủng hộ ổng. Mày giống cái thằng sư Cùa Ba Già này đó. À, năm ngoái nó cầm ba cây nhang gì nè, nó ra nó cầu cho bảo đừng có về miền Trung với miền Bắc, đi qua các nước khác đi. Nó nói với chư thiên là dừng lại, rồi có 1000 con rồng đang chở nước về ngoại, mà cái tỉnh đó thì đang bị quả báo. Ủa mày xô đi chỗ khác rồi mày cho dân nước khác chết, người ta không bị quả báo à? Dòng cái thứ phỉnh gạt người đời, cái mặt tụi bay tu có ra gì, tu có về đâu đâu mà nói chuyện được với chư thiên chư thành với ông rồng. Còn cái thằng chó Tệ Thận nè, mày làm cái gì mà mày ra nghĩa trang mày bắt ma cho ông Thích Minh Tệ? Nó, mày phải là cái thằng bố láo không? Mày phải là cái thằng sắc sược không? Gọi thêm một cái thằng thích lùn nữa. Nó đi ra chỗ người ta bị bảo tố, không trên tay không có cầm một món quà nào hết. Thích Nhật Từ nghe quý vị, bữa nay kêu đích danh của nó luôn đó. Nó đi ra ngoài nó quay nó lợi chỗ mấy cái sáng cạp mà ta cạp đắt lên đó, chứ đâu có nhà sập gì đâu mà trên tay nó chẳng có món quà nào hết trơn. Nó làm bộ nó cho đệ tử nó quay 5-6 người đó, đặng đưa nó lên mạng, đặng nó kêu gọi. Nó nói nó kêu gọi ước tính tới 10 tỷ đồng, cúng cho nó ăn nhiều nhiều đó quý vị, đưa vô tay cho mấy thằng giả này nhiều nhiều đó. Nó làm bộ lậu với sình với đất vậy, quý vị thấy nó có cho ai được phần nào không? Còn sư Thích Minh Đạo của mình á, chính đích thân tôi coi nè, người ta quay người ta đưa lên mạng á, thì cái nhà nào mà sập hết trơn là ổng cho 10 triệu. Còn cái nhà nào mà thiệt hại vừa vừa thì từ 2 triệu tới 3 triệu, rồi quà cáp nữa. Nó, quý vị thấy không? Người ta nó đang bị đuổi đó, người ta đang bơ vơ không có chỗ nương tựa đó mà người ta vẫn đi làm. Vì tình đồng loại, nghĩa thầy trò, nó người ta thương với nhau như vậy đó. Còn những cái hạng mà lên gạt cộng đồng mạng nè, nó gạt đủ thứ hết trơn nè. Nó quý vị thấy nè, bây giờ ta chỉ cho quý vị coi một sự gạt nữa nha. Cái thuốc này nè, người ta nói quảng cáo trên mạng đó quý vị, là đốt lên cho trừ mũi trừ gì đó. Mà cái thằng em tôi mới đầu nó mua, nó không biết một hộp này không có thương hiệu gì hết, mà nó mua tới 265 ngàn. Bây giờ ba hộp có thương hiệu mà chỉ có 100 ngàn, miễn phí ship luôn nghe quý vị. Quý vị cộng đồng mạng hãy tỉnh ngộ lên nha, đừng có giống thằng em tôi bị gạt nha. Nó, nó bây giờ đó đủ thứ gạt trên đời trên đó quý vị. Họ hút máu đồng loại, họ lừa đồng loại để kiếm miếng ăn.
Bây giờ ta ngoài đời ta lừa đi, nó còn đỡ hơn mấy cái thằng mà cạo đầu này, mặc áo xính giả của Như Lai mà nó phỉnh gạt, nó là tội đồ của thiên cổ, bị tội nhân của những gia đình cần lao kiểm thiết. Nó phá hoại hạnh phúc của gia đình. Người ta đi làm cực khổ, giác mướn một ngày có 100-200 ngàn. Quý vị hãy coi kỹ mấy cái hộp này nha. Nó không có thương hiệu mà 265 ngàn, có thương hiệu 3 hộp 100 ngàn. Nó quý vị đó, nó thằng em tôi nó bị lừa đó quý vị. Nó YouTube giả nè, tu sĩ giả nè, thầy chùa giả nè, bằng cấp giả nè, quý vị thấy hết rồi. Nó thầy thuốc giả nè, nó quý vị cũng thấy hết rồi. Nên quý vị từ ngày sắp tới hãy tỉnh ngộ. Nó bây giờ mình cúng dường, cúng vô thùng công đức đi, đừng đưa vô bất cứ một qua tay một thằng thầy chùa nữa. Còn cái thằng Thích Tị Thận đó, nó xạo chó nó kêu lên cộng đồng mạng để ủng hộ cho nó đi ra ngoài chung ngoài bắc. Quý vị đưa là vô họng năm chèo nó hết á, nó kêu ha. Một ngày trời đó thì có 170 ngàn, bây giờ nó lật ngược lên, nói truyền thông bẩn đưa nó lên vậy chứ nó kêu gọi được 170 chục cái gì 170 triệu, thấy không? Thầy chùa mà nó chuyện ra 10 câu là nó dốc đủ 10 câu, 10 câu là nó dốc đủ 11 câu luôn. Nó chỗ nào Phật dạy, chỗ nào Phật dạy mình nói lắm. Tội thứ nhất không sát sanh, thứ nhì không nó dốc mà mấy thằng này nó lọt vô trên, thứ ba là không tài dâm mà nó quan hệ đủ thứ trên đó. Quý vị thấy nó tài dâm không? Tài dâm tánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chứ tới tham đó, mà nó tham đủ thứ trên đời trên. Quý vị thấy không, bà Phương Hằng cũng bị cái thế ha gài, nhưng mà ta ở tù trong cái niềm ở tù người ta rất là sáng giá. Quý vị thấy không, có ai mà vừa ra tù mà có cả 3-4 ngàn người mà đứng trước sân nhà bả để chờ bả không? Rồi bây giờ cửa Đại Nam của bả là không góp vé luôn, cho đi vô đó, cho đi vô trong cái lúc mà bả ra tù này nè. Nó rồi cái con mẹ gì đó lên nói bây giờ mẹ đi thành phố, mẹ đi ra Hà Nội để thưa tại sao mà thả bà Phương Hằng như thế này. Thì con mẹ này sắp sửa vô cùi vô thế bà Thu Phương Hằng đó quý vị, bà Đinh Lan gì đó. Nhưng Thích Chân Quang đó, quý vị đừng tưởng đâu nó im hơi lặng tiếng, mà nó đã bị bắt rồi quý vị, bị cơ quan nhà nước tạm giam rồi chứ không phải hồi nó im hơi lặng tiếng đâu. Nó quý vị thấy không, rồi sẽ đi từ từ nè, tới thằng Sư Ba Vàng này, rồi tới thằng Thích Nhật Từ là cái thằng lùng mà lé lè mà lúng nữa đó. Nó đi ra ngoài nó quay, nó làm bộ nó lội, nó không có lợi ngay chân mấy cái nhà mà sụp đổ, nó lợi nó quay mấy cái sáng cạp mà cạp đất lên đó. Rồi cái nó lên like thì lên kim này kêu gán ủng hộ cho nó 10 tỷ rằng nó đi giải cứu đồng bào ở ngoài miền Bắc miền Trung, dòng cái thằng láo cá, dòng cái thằng lùng mà lé. Bởi ông Thánh ông chê nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng, cái mặt của mày bây giờ ai mà tin tưởng hả? Cái cô phụ nữ ngoài đó cổ đưa lên cộng đồng mạng là cổ phát trực tiếp đó, nay nè quý vị coi nè, trả lỗi nè, không có muốn quà nào trên tay chứ. Còn Thích Minh Đạo mình đó, người ta trao đó, Phật tử gỡ cho ông thì ông đi làm đúng đó. Những người giả đạo bầu hồi như tụi mày còn chi linh thính mà ngồi mà nghe, tụi mày kêu gọi cũng không ai nghe nữa đâu. Nó nhục chưa thể thận, có 125 ngàn mày lặt lợn 120 mấy chục triệu. Trời ơi, tao ngớ nghe cái clip mày chỉnh hồi sáng 120 mấy chục triệu. Mày là thằng xạo chó, bây giờ ai nói động tới mày là mày cho xã hội đen lại xử. Xử đi, hai anh xã hội đen, mấy anh hãy sáng mắt lên nghe. Bắt quá mấy anh mua đồ ăn cắp ăn trộm này thì đúng đó, nó nói thì cũng đúng đi. Nhưng mà nó phiên được mấy anh tu, bắt quá mấy anh làm chuyện nhỏ thôi. Anh mấy anh lời 500-300 ngàn hoặc 1-2 triệu, còn nó hốt tiền Phật tử cả tỷ luôn đó, tiền tỷ không đó. Sao nó không sửa nó đi, mà nó sửa người ta để trở lại làm người tốt. Trước nhất mình sửa mình đi, thân mình chẳng dạng gì thì không lo. Nó lo sửa người ta, lo chê bai em Thích Minh Tệ đủ thứ chứ. Mà cái chê của nó bao nhiêu là trở về mấy thằng sàn tăng, mấy tu hú này, mấy tu giả này chứ. Nó còn mấy ông mà nắm lực ở bên mà Vũng Tàu đó, mấy ông nắm giáo hội của Vũng Tàu đó, tôi thấy mấy ông làm chưa đúng. Cộng đồng mạng người ta đang phê phán mấy ông đó. Nó cái người ta chánh đạo thì mấy ông không khen, mà tà đạo thì mấy ông đưa lên để nó lộng quyền, nó lộng hành, nó chửi hết tới người này tới người kia, nó phỉ báng Thích Minh Tệ. Ủa ông Thích Minh Tệ ra đời đó thử, ổng đâu có biết mặt mày mũ mít mũ xài mũ chuối mũ chôm gì đâu, ổng chẳng biết mày là ai, bị ổng đâu có coi trên cộng đồng mạng đâu mà ổng biết mấy cái mặt mũ mít mũ xài của tụi bay là cái thứ gì. Nó tại tụi bay có coi nên tụi bay biết ổng, chứ ổng đâu có biết tụi bay. Mà cặp mắt thánh ổng dồn xem tứ hải thương hồng trần mự sát tái sanh, bởi vì đời dân vật cạnh tranh nên cấu xé cùng nhau thảm não. Nó xá chi kẻ ngu si kinh ngạo, vì trên đời nhiều hạng khác nhau,
đứng chung thần mới dạ ngọc ước ao người bội phản mới ghét dơ đạo lý nó hùng cảm mến truyền câu hồi vị thà làm hiền mà biết non sông điên như ta điên giống tiên rồng điên gỡ gách xích xiền thế tục nó chuông linh thú ba hồi dục thúc đờn lôi âm cỡ điệu im tay con lành viên khá chở gót hài tiêu quyết chí dắt người lánh tục nó đạo mở cửa mấy bài câu minh mục nước ma ha tứ tắc lòng phàm cõi trung ương lưng chuyển phương nam mở hội thánh chọn người trung hiếu cái hội thánh mà mở ra là tụi bay không có mặt trong cái hội thánh đâu tại vì tụi bay siêng ăn mà nhắc làm phỉnh gạt người đời thì không bao giờ vô cửa cái hội thánh này được nhưng mà phiên ai thì phiên chứ phiên mấy sàm tăng này không nên phiên tại vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời nó không bao giờ sửa đổi đâu quý vị cái bản chất con người của nó rồi nó lộ ra là ma quỷ rồi nó không có sửa được đâu mày đi ra bắt ma mà chính mày là cái con quỷ lớn mấy là con mấy cái thằng sàm tăng là quỷ phá đạo mà đi bắt ai bày đặt hoài bày đặt lên phỉnh gạt người ta hoài nó quý vị cộng đồng mạng thấy không bây giờ nó nói cũng đâu có ai nghe nữa biết quý vị cộng đồng mạng đã thông minh trí tuệ hết rồi nó thành thử ra quý vị hãy bỏ nó vô thùng rác đi bỏ những cái lũ sàm tăng những cái lũ mà tu hú tu la nè tu tiền tu tình tu tội nè bây giờ quý vị xét 13 cái con sâu mà cộng đồng mạng đưa lên là 13 thằng tu hú giả dối đó thì thằng nào cũng mê gái chứ hả thấy nó thấy phật thì cũng ghiền mà thấy tiền cũng phái thấy gái cũng mê đó quý vị thấy rõ ràng đó chứ không phải là không có đâu nên quý vị hãy tỉnh ngộ lên chỗ này ha rồi bắt đầu quý vị đã biết rồi nên quý vị không cúng cho nó nữa rồi đã đúng rồi quý vị hãy trở về ủng hộ cho sư Thích Minh Đạo mình tại vì ông làm được việc tại vì ông thấy những cái đứa bé mà được cha ông bà rước về nó cũng quyến luyến ông nó cũng không muốn đi nữa. Trong khi đó nó đã quen với nhau quý vị chia rẽ nó kêu hãy giải cứu mấy trẻ em ở tu viện Thích Minh Đạo ủa ông bán nó ông ăn không bằng thịt nó ông ăn mà phải giải cứu mày nói nhiêu đó là thấy con người của mày tu mà sắc sược rồi mà mày có tu cái gì đâu mà không sắc sược mày còn thua cái thằng xã hội đen ở ngoài đời nữa cái những cái chú xã hội đen ngoài đời mà ta còn tỉnh ngộ còn cái hạng thầy chùa như mày đó không có tỉnh ngộ được tới đạo của mày mà mày còn phỉ báng nữa thì làm sao mày tỉnh ngộ chỗ nào nó cái đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu mà mày dám nói ông Thích Minh Tuệ ra là đạo ăn xin đạo đầu đường xó chợ chính mày chê luôn cái đạo Phật Thích Ca luôn tại vì ổng hành đang hành cái hạnh Thích Ca mà mày cũng đang tu theo cái giáo lý của Phật Thích Ca mà mày phỉ báng người ta như vậy thì mày có phải là làm con người không mày xin lỗi mà nói chứ so với súc vật mày còn thua nữa nó con súc vật nhiều khi nó gặp chủ nó còn dám phản bội nữa mà mày dám phản bội là cái đạo của mày thì mày có xứng đáng làm mày xứng đáng cạo đầu để mày mặc cái áo sứ giả của Như Lai không quý vị thấy không nó đi lợi chỗ sáng cạp mà ta cạp bùn đất lên chứ nó có dám lợi mấy cái chỗ nhà mà sập đâu cái chỗ mà một cái xã nào mà xuống hết trơn rồi 37 hộ gia đình mà chôn sống hết trơn đó quý vị thấy đau lòng không bao giờ nó trường cái mặt nó lợi chỗ đó đâu bị ra trên tay đâu có quà đâu lợi đó lấy gì phát chỉ làm bộ là quay sơ lội dưới nước lội dưới sình vậy đặng đưa lên cộng đồng mạng là ta đây làm được việc đó trời ơi xảo trá gian manh cái người ngoài đời người ta không biết lực đạo người ta xảo trá không nói đi còn cái thằng thầy chùa mà nó xảo trá nó gian manh nó thủ đoạn đủ thứ chơi quý vị nó cái thằng thị thận thằng tệ thận á nó kêu cái đần chữ của Lê Thị Miễn nữa muốn nói gì để nó nói Lê Thị Miễn nó khen Lê Thị Miễn là nói cái gì cũng hay á nói cái gì cũng đúng á bị nó má mày nên nó nói gì cũng hay á nhưng mà tao là bà nội của Lê Thị Miễn mà tao nói còn hay hơn mà cô Lê Thị Miễn nữa nha mày là cái thằng thấy gái thì mắt sáng trưng à nó thành thử là đừng có bố láo nữa nha cộng đồng mạng nó xé miệng của mày nó bỏ mày xuống ống cống hết rồi mấy cái thằng 13 con sâu lầm gầu nầu canh tụi bay không làm gì được đâu chiến này mày đụng tới cái ông gì đó nó thì mày nói đi ra uống trà để đàm đạo ổng mày nhớ nghe đi ra đi uống trà đàm đạo nếu ổng quấy thì ổng sẽ xin lỗi cộng đồng mạng còn mày quấy mày phải quỳ sám hối như Thích Nhượng Đức nha nó nghe cái tin là Thích Nhượng Đức bây giờ xin rời khỏi giáo hội để ra đời cưới vợ rồi nhưng mà tin này thì chưa có xác thực lắm quý vị nhưng mà mấy thằng thầy chùa này khi mà nó không còn thu nhập nữa thì quý vị thấy nó cũng ra đời cưới vợ hết à chứ nó không có ở trong chùa đâu bị gì nó tu lâu nó chết thèm rồi nó tu lâu rồi nó ghiền rồi nó thành thử ra mấy thằng này á nó là bậc ma vương đi theo phá đạo chứ không phải nó là đệ tử của ông Phật đâu nếu đệ tử của ông Phật nó không dùng những lời mà thách thiệt vậy thưa quý vị nó nói thì không có dính vô giáo lý chân
mấy cái thằng mà xàm tăng, mấy thằng tu hú này nó nói nó có bằng cấp chứ nó nói không có dính vô giáo lý của nhà Phật. Nó còn thua một cái hạng tu sĩ tại gia nữa. Má, thành thử ra quý vị hãy mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn con chứa đựng quả bất lành chưa trả gia thêm. Cái quả mà bất lành rồi đó thì trời chu đắc diệt. Trời không có để cho mình sống đâu. Thí dụ bây giờ tôi là một người đời mà tôi lỡ tắt thiệt quý vị đi, tội tôi nó nhẹ hơn những cái thằng mà giả đạo bồi hồi. Nó bên tôi cũng có mà bên quý vị cũng có, đạo nào cũng có những hàng giáo tu này hết. Nhưng mà không có lọc lừa gạo cội như son đổ điều quý vị. Phải lọc, phải lựa đó, rồi bắt đầu đó người ta mới cho vô hội được. Mở hội thánh mới chọn người trung hiếu, tử vì nước còn ghi lên miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Nó thành thử ra như bà Phương Hằng của mình, bả là người đời thôi quý vị, mà ai làm được việc như Quỳnh Phi Dũng, bà Phương Hằng không? Nếu làm được đi ra vỗ ngực xin tên đi. Còn mấy thằng thầy chùa này nó vỗ ngực nó xin tên chỉ là tiền của bá gia bá tánh thôi, mà sợ người ta đưa một mà người ta đưa mười mà nó chỉ cho có một hai còn nhiêu nó ăn nữa. Chứ đừng nói nó dám mở lấy tiền của nó như bà Hằng với ông Quỳnh Phi Dũng mà làm. Nói quý vị thấy không? Còn Phi Tích Minh Đạo của mình nè, bây giờ có một cái cô này nè, cổ thấy vậy đó, cổ nói cổ cho cái nhà cổ là ta mướn tháng bao nhiêu triệu đó, cổ không cho mà tới 300 mấy mét vuông, 400 mét vuông, 400 mét vuông mà cho Thích Minh Đạo của mình á là không nhận tiền, mà ổng còn không chịu nữa. Nói